cần gặp lại nhau không? Hay là duyên đã hết? Bao lâu rồi người nhớ không? Sao ta còn hoài ngóng trông? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế trời nắng là không nhớ anh à? Tại em nhớ anh nên trời mới nắng đấy. Em thì cái gì cũng nói được. Chưa kịp tới và hòa tan như tim vỡ tan, trời còn chưa kịp sáng, anh dừng đã vội vàng rõ ràng. Lời cô ấy đã nói cùng tôi, giờ muốn mai này tôi cũng quên mất thôi. Gió mang làn mây cuốn trôi về đâu, gió ở đâu xa trốn đây. Gió như là em, tối mắt lòng anh. Cả khi mình là người nói lời chủ động kết thúc, thì mình luôn là người cuối cùng ở trong một mối quan hệ. Những lúc đấy thì mình luôn có cảm giác mình bị bỏ lại, mình cảm thấy mình không đủ tốt. Và như một cái phản ứng tự vệ của cơ thể mình thôi, là sau đấy mình sẽ học hành điên cuồng, làm việc điên cuồng để trở nên tốt hơn. Mình làm thế không phải là để kiếm người yêu mới hay là để khiến cho người cũ tiếc mình, mà chỉ muốn chứng minh với một người duy nhất là bản thân mình. Mình muốn mình tin vào bản thân mình, tin là mình tốt vãi và mình xứng đáng với những điều tốt đẹp. Lần này là xui thôi, chứ mày tốt vãi. Mày giỏi giang hơn, đọc sách, đọc vở nhiều hơn, có nhiều kỹ năng hơn, trở nên xinh đẹp hơn và xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp. Can I show you up? Can you feel the rush now?